Xin chào cả nhà nha. Hôm nay mình cùng gia đình đi qua đường Phú Lâm B ăn ghẹ, bánh canh ghẹ nha cả nhà. Ở đây đường ở đây về đêm rất là đông khách luôn nha. Đây là gọi là phố ẩm thực ăn uống cả nhà. Về đêm rất là đông nha. Hello hai cha con à. Giờ càng ghẹ lên là đó. Quá trời nạt luôn cả nhà ơi. Cả nhà xem ủng hộ nha. Cái này em mua muối chưa chanh mà chanh xanh á. Chanh xanh á. Đường Phú Lâm B. Ở đây bán không thiếu là món gì hết, món gì cũng có nha cả nhà. Chị sợ không có tay. Cả nhà mình xem ủng hộ nha. Cầm mấy cái đường Phú Lâm B. Món ăn rất là nhiều luôn. Đây là phố ẩm thực nha cả nhà. Đây là bánh canh, canh bún và bún Thái. Ốc 30k, 40k. Rồi sủi cảo, hủ tiếu Nam Vang, bún thịt nướng. Chợ rất là nhiều luôn, không biết lựa chọn món gì mà vô ăn. Cơm tấm, bánh canh ghẹ. Đây là quán cà ri gà, hủ tiếu mì, bò kho. Hai bên đường bán rất là nhiều đồ ăn luôn nha cả nhà. Bánh tráng nướng, bánh canh cua, gỏi cuốn, lẩu Thái, có lấu bò, bánh mì. Đây, súp gà ác tiền, gà ác hủ tiếu. Ở đây là buổi tối là rất là đông nhộn nhịp luôn nha cả nhà. Chợ Thái bên đường rất là đông luôn. Sườn, hủ tiếu Thái Lan, khắp sườn cay, cá viên chiên, phô mai. Nói chung là rất rất nhiều đồ ăn. Tôi nghĩ là đường tố, nước ép, trái cây gì cũng có, chè nha. Và tới đây là đường tố trái cây rất là nhiều, trái cây luôn, món gì cũng có. Lên đây ăn cà ri bánh mì đi. Cà ri gà hả? Cà ri gà đi hả? Cô ăn đâu hả? Hay bánh canh cua? Cô ăn phê chim phô mai nha. Phê chim phô mai hả? Hay là bánh canh cua? Hay bánh canh cua đi ha. Đây. Bánh canh cua này cũng riêu, cái này cũng riêu. Riêu cua, canh bún. Nói chung là con đường này là đồ ăn không. Nước ép, trái cây, xay rô, mặn cầu, bơ, sầu riêng. Dạ vậy. Long nhãn Thái xanh, cái gì cũng mài, chè Thái, bánh tráng mỡ hành. Đây, ăn muối gì xong bánh, ăn bánh canh cua đi, quyết định bánh canh cua đi. Trời, chọn món hoài, không biết món nào ăn giữa đại. Bánh canh ghẹ, đây bánh canh ghẹ chứ không phải bánh canh cua. Làm cho con cái gì chưa mài. Đẹp trai không sao hả? Cái đây là ghẹ, một tô là bao nhiêu ạ Tân? Nguyên con là 70 chị ơi. À, nếu mà ghẹ nguyên con thì là 70 hả? Còn nếu mà ghẹ mà mình không có lấy nguyên con mà mình lấy nạc không là bao nhiêu? 65 chị. À, xưa xích nhau 5.000 hả? Đây là ghẹ nè nghe cả nhà. Ghẹ nãy đâu rồi? Ghẹ Cà Mau hả? À, ghẹ Cà Mau. Con ghẹ là 70 thần ơi. Anh Thần. Ủa thầy giáo đi chạy thầy giáo. À, lột là 70 mà không lột là 65. Lấy nguyên con đi hả? Đây là nước lèo quyết chả cua nghe cả nhà. Một ngày bán mấy nồi vậy Tân? Ngàn nồi hả? Mấy giờ bán tới mấy giờ? Nó là không chả bù quyết. Em 12 giờ bán à? À 12 giờ mới bán hả? Bán tới tối hả? Dạ, chín giờ tối về hết rồi. Ngày bao nhiêu con cua? 100 con không? Cỡ đó vậy. 100 con hả?
100 con là 1000 con hả? 1000 con là 1000 tô. Một ngày vậy là dư sức trời. 1000 tô. Bà hỏi rồi đánh máy ổng thì sao, ổng sợ luôn nha. Hỏi thì bỏ mình. Lọt rồi con, đây nè, nhìn hấp dẫn. Đây, nhìn hấp dẫn quá, chê chưa? Con cua, con ghẹ 70k nha cả nhà. Nghề ha, một ngày nói bán có cái nồi này mà không mà tính cho con ghẹ 1000 con mà cái nồi đó là mấy nồi luôn một ngày. Đó có bán ngày có 100 con. Ngày 100 con hả? Đổ đổ con tôm. Hai con cua. Đây. Đặc sản. Hai cô ghẹ nhìn hấp dẫn quá. Ui nè, để đó. Đây hai cái tô ghẹ 70k nha cả nhà. 70k nguyên con ghẹ. Luôn. Nguyên con ghẹ luôn. Nguyên con ghẹ luôn. Nè, ghẹ này, quay luôn. Nạc không? Cắm hả? Nạc không? Cắn nha, nạc không? Nạc không hả? Cho bạn thử lấy đi. Cho thử, đây nè, nạc không nè. Ghẹ Cà Mau. Tô của con của anh đi. Tô của con nè. Trời ơi, sợ dớt luôn các bạn. Bánh canh ghẹ Cà Mau. Đường Phú Lâm B. Đây là phố ăn uống về đêm rất là đông luôn nha cả nhà. Món gì cũng có. Nói chung là không thiếu món gì hết. Rất là đông về đêm. Nhìn dễ thương ha.
bưng bưng kem chiếc bắn. Rồi dắt lên lớn đó. Sài Gòn về đêm rất là đông vui luôn.